kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Hộp tin Việt Nam phát sóng trực tiếp lúc 18 giờ trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Thưa quý vị, nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam sẽ tham dự hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Global Expo 2019. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo giới thiệu triển lãm quốc tế hàng Việt Nam tại hội chợ quốc tế Hoa Kỳ 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, ông Trần Ngọc Liêm, đại diện VCCI cho biết, hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Global Expo năm 2019 nâng tầm thương hiệu Việt là hội chợ triển lãm đầu tiên tại Hoa Kỳ, đặc biệt hướng đến các doanh nghiệp Việt. Đây là cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Hội chợ có quy mô diện tích hơn 10.000 m2, dự kiến sẽ có hơn 400 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, với hơn 25 lĩnh vực, trong đó có nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam như nông sản, hải sản, lương thực, thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất và hàng tiêu dùng. Đây cũng là dịp để các doanh nhân Việt Nam gặp gỡ xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại với nhiều nền kinh tế lớn trên khắp thế giới. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019.